Xin kính chào quý vị và bây giờ trở lại với phần 2 của chương trình. Nãy giờ chúng tôi bàn với quý vị về cái bệnh viêm gan C, cái cách truyền nhiễm và cái sự khác biệt giữa bệnh viêm gan C, viêm gan B và viêm gan A với bác sĩ John Vierling. Bác sĩ Vierling là một chuyên gia về bệnh gan và ông cũng là khoa trưởng về cái khoa chuyên về bệnh gan tại Đại học Baylor College of Medicine. So Dr. Vierling, we've been talking about hepatitis C and how it's transmitted and complications. What are some treatments of hepatitis C and are there anything new about the treatment of hepatitis C? Well, I'm glad you asked that because there are many things that are new. The first thing to be emphasized, and I really like the audience to know this if they know nothing else, is that this infection can be cured. Mm-hmm. And cure is a tremendous advantage in anything of a medical illness. We cure very little in chronic treatment of diseases, but this is something we can cure. So that said, we have, for chronic hepatitis C, therapies that currently are different for the different genetic types of the family of viruses. So hepatitis C is a family. It has 6 numbered genotypes, 1 through 6. These historically developed in different geographic areas of the world, but because of immigration and travel and all that we enjoy in the 21st century, you can find any of the genotypes anywhere the US, in the world, right? And certainly in the United States, and definitely in Houston. We do know that the genotype 1 infection is the most common in North America. It's about 75% of infections. About 10% to 11% are genotype 2, about 10% genotype 3, and then 4, 5, and 6 make up that difference of somewhere between about 4 and 6%. Genotype 1 has been the hardest to treat using the original antiviral therapies of interferon with the antiviral ribavirin. One breakthrough came with pegylation, which is polyethylene glycol, PEG for short, making the interferon long-lasting and more potent. But even taking pegylated interferon and ribavirin for genotype 1 only cured 40%. 2 years ago, we had the FDA approval for an additional set of drugs to be added to pegylated interferon and ribavirin for genotype 1. These are the protease inhibitors, telaprevir and bocephavir. When they were added as oral drugs, they took the cure rate up to about 60 to 80%. And that was a great breakthrough, and that is available currently as a standard of care for genotype 1. But unfortunately, it did not work in genotypes 2, 3, 4, 5, and 6. For treatment currently, they need to be treated with pegylated interferon and ribavirin. But the good news is that for genotype 2, you can get cure rates that are in the 80%+ range. For genotype 3, in the 50 to 70% range. It does vary in terms of the state of disease. For genotype 4, somewhere in that 40 to 60% range. For 5 and 6, which are quite rare, there's a very high rate of cure, and usually in most published series, more than 80%. Now, what's coming? We have 2 forms of therapy that are coming. One, to be used in combination, again, with pegylated interferon and ribavirin. We have new sets of agents. We have new protease inhibitors that are coming. They're not yet FDA approved, but they're coming. We have new agents that hit the viral life cycle at a different place, rather than protease, at the polymerase, where it makes new copies of the RNA of the virus. And we're going to have combinations of those two that are also used with pegylated interferon and ribavirin. Now, every one of them has passed through a developmental phase of testing that says that they are likely to be safe, and we certainly know they're effective, but they're not yet approved. And that's one set. The other set, and perhaps for the audience and most people more exciting, is the prospect that we can treat hepatitis C and cure it without using interferon. Mm-hmm. Because many patients are worried about the side effect potential of interferon. We call these interferon-free regimens. Those regimens are being developed by several different companies. They're in trials right now, and it looks promising that we're going to have approvals for them. The first of those approvals may be for genotype 2 and 3 infections, which will leave out interferon. But in the period of time from December of 2013 through the mid part of 2015, I think that we can expect interferon-free regimens,
to be approved, as well as additional regimens adding to pegylated interferon and ribavirin. Now, the newest information says that in the best of circumstances, these drugs have the ability, even for genotype 1 infection, the previously hardest to treat, to move the cure rates to 90% or above. And that type of information is great news for the vast majority of patients. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Vê Linh cho biết là đối với vấn đề điều trị bệnh viêm gan C đó, thì là ông cho biết rằng là cái viêm gan C thì có nhiều loại khác nhau, tùy theo cái loại và cái xác suất thành công nó khác nhau, từ 1 cho đến 6. Ở tại Mỹ đó, tại Bắc Mỹ thì là khoảng 75% là loại 1, và 2 thì là khoảng 10%, 10% là loại 3, còn phần còn lại là 4 tới 6. Thì ông cho biết rằng hồi xưa đó thì là với cái cách điều trị mà chỉ chích thuốc và uống thuốc ribavirin không thôi đó, thì là loại 1 là cái loại khó điều trị nhất, chỉ khoảng được 40%, trong khi đó loại 2 đó thì có thể lên được 80%, loại 3 thì có thể từ 50 tới 70%. Thì ông cho biết rằng là trong vòng 2 năm qua đó thì là có một cái phát minh mới, chúng ta vừa chích thuốc, vừa uống thuốc ribavirin và kèm theo một cái thuốc khác, thì để điều trị cho viêm gan C mà loại 1 mà thôi thì có thể gia tăng cái xác suất thành công lên đến 80% chẳng hạn. Nhưng mà nó không có được cái loại 2-3 thì là không có được áp dụng cái thuốc mới đó. Trong khi đó thì là mới nhất đây đó thì là người ta mới thấy rằng là có nhiều những cái phát minh mới và những loại thuốc mới đang trên cái phát triển, và còn phỏng định rằng cuối năm nay đến sang năm thì là có thể ra thị trường. Và hiện nay thì nó chưa có cho phép ra thị trường là tại vì họ đang kiểm xem lại những cái vấn đề về cái thuốc nó như an toàn như thế nào, và họ biết rằng là những cái thuốc này nó rất là hữu hiệu trong vấn đề điều trị viêm gan C. Thì với những loại thuốc mới có thể loại 1 có thể lên đến 90% là thành công. Và một điểm khác nữa đó là cái loại 2 đó và loại 3 thì là có thể dùng thuốc mà không cần dùng thuốc interferon. Thành ra tại vì là cái thuốc interferon là cái loại thuốc mà mang lại chúng ta nhiều cái phản ứng phụ, cho nên có thể là trong năm sắp tới chúng ta sẽ có những loại thuốc để mà điều trị loại 2, loại 3, mà trong khi đó chúng ta lại không có cần dùng thuốc interferon. Thì ông nhấn mạnh rằng là cái bệnh viêm gan C bây giờ là một cái căn bệnh mà chúng ta có thể điều trị được dứt hẳn một cái căn bệnh, là tại vì rất là khó mà để điều trị dứt hết một căn bệnh. Và hiện nay thì chúng ta có thể tạm nói là viêm gan C chúng ta có thể có những cái biện pháp điều trị để mà cho nó hết hẳn. Thì như vậy chúng tôi muốn đặt cái câu hỏi có lẽ cái quan trọng nhất đối với cái sự hiểu biết của chúng ta về viêm gan C là làm thế nào mà để chúng ta ngăn ngừa cái bệnh viêm gan C. So I guess one of the final thoughts that we have for our show would be the one of the important question is how do we prevent hepatitis C infection? Well, hepatitis C infection for a person that has it can be transmitted by exposure of your blood or your secretions to others. However, it cannot, and it must be emphasized, be transmitted orally. This means that an infected person can kiss people, can hug people, can share food, not feel that they're risking transmission. But if they have cuts, they must take care of those themselves. If they're more serious, they should seek medical aid. They should be sure that they're not going to share anything that could be contaminated with blood, such as shaving razors or toothbrushes, or things that can be blood contaminated and potentially inadvertently transmit. The major ways these are transmitted are people that have major and repeated exposures to blood. Unfortunately, this still involves those that use injection drugs, and those that use nasal cocaine, where the straws that they might touch one nose and another can transmit blood. It is rarely sexually transmitted, but it is classified as a sexually transmissible disease. But usually that requires people such as sex workers with multiple partners, more than 50 partners per year, for example. Mm-hmm. So in stable and monogamous relationships, we do follow the U.S. Public Health Service's guideline of testing the spouse. But finding a spouse who is positive is extraordinarily rare. So as a sexually transmitted disease, it is a very low risk. Vâng, thưa quý vị, thì là bác sĩ Vê Linh cho biết rằng là để mà ngăn ngừa cái vấn đề truyền nhiễm bệnh viêm gan C thì chúng ta cần phải hiểu biết về cái cách truyền nhiễm nó như thế nào. Thì cách viêm gan C nó truyền nhiễm qua cái cách là chúng ta cần phải tiếp xúc trực tiếp với thể dịch của người bệnh, qua cái thể dịch của người bệnh hoặc là máu mũ của người bệnh. Chứ còn nó không có qua cái sự liên hệ bình thường như là bắt tay hoặc là ăn uống chung hoặc là ôm con cháu mình hôn nhau chẳng hạn. Thì những trường hợp như vậy không có truyền nhiễm như vậy. Thành ra
bệnh viêm gan C đó. Ngoài ra đó, ông cho biết là chúng ta nếu bị có ai bị viêm gan C trong gia đình thì chúng ta không tránh nên dùng chung những cái dụng cụ riêng tư mà có thể có vấy máu hoặc là thể dịch của người bệnh, như là bọt đánh răng hoặc là dao cạo râu. Viêm gan C có thể truyền nhiễm qua sự liên hệ về sinh lý nhưng mà rất là hiếm. Thì trong chỉ những cái người mà có nhiều bạn tình, hoặc là có những người ở Mỹ thì là có những người dùng xì ke ma túy, dùng chung một cái kim, hoặc là những người hít cocaine chẳng hạn, và hít ma túy và màu mũi và dùng chung một cái ống hút chung với những người khác nhau, cho nên dễ lây bệnh như vậy. Nếu chúng ta tránh những cái chuyện như vậy, chúng ta sẽ không có cái vấn đề truyền nhiễm bệnh viêm gan C. Thì hiện nay bệnh viêm gan C vẫn chưa có thuốc chích ngừa, nhưng mà chúng ta chỉ cần hiểu biết về cái cách truyền nhiễm thì chúng ta có thể dễ dàng ngăn ngừa được bệnh này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng hy vọng rằng là những giây phút vừa qua, với sự giải thích cặn kẽ của bác sĩ John Vierling, đã đem lại cho quý vị một cái sự hiểu biết, một cái khái niệm về bệnh viêm gan C và những cái sự hiểu biết về những cái phát minh mới trong vấn đề điều trị bệnh viêm gan C. Chúng tôi luôn mong quý vị sống vui, an lành và hạnh phúc, và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Xin kính chào quý vị. Thank you very much for being on our show. Thank you very much.